Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất trong ngày. Thưa quý vị, thời gian qua Biển Đông sôi sục vì hành động ngang ngược của Bắc Kinh khi đưa tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước sự việc này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan và đang kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Vâng, thưa quý vị, theo sát đó không chỉ là theo dõi, bám sát mà thực tế và thực địa chúng ta đã có những động thái mạnh mẽ, quyết liệt trong khuôn khổ gửi đến Bắc Kinh đòn răn đe khiến ông lớn này phải chùn chân, mỏi gối. Để làm được điều này, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đã được trang bị một loại vũ khí đặc biệt và nó được gửi đến không ai khác chính là từ Mỹ. Các bạn có tò mò với món bảo bối mà người Mỹ đã đặc biệt cấp cho lực lượng chấp pháp trên biển Việt Nam là gì không? Không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thưa các bạn, các tranh chấp trên Biển Đông không phải mới xảy ra ngày 1, ngày 2, mà kéo dài rất nhiều năm trên biển. Để giải quyết các xung đột, các quốc gia chung vùng biển đã từng nhiều lần ngồi lại với nhau để đưa ra một bộ quy tắc đảm bảo hòa bình trên vùng biển chung, bám sát luật pháp quốc tế và luật biển. Cái mà chúng ta nhắc đến chính là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Cũng theo công ước này quy định, dành ưu tiên cho những thỏa thuận với các biện pháp giải quyết tranh chấp mà các bên đã thống nhất từ trước nếu không tồn tại thỏa thuận sẵn có về biện pháp giải quyết tranh chấp. UNCLOS năm 1982 yêu cầu các bên đàm phán trực tiếp thông qua quy định trao đổi quan điểm là một biện pháp bắt buộc. Bên cạnh đó, UNCLOS năm 1982 khuyến khích các bên sử dụng biện pháp hòa giải như một lựa chọn tự nguyện nhằm tạo điều kiện cho đàm phán trực tiếp. Trong trường hợp hòa giải không đạt được các mục tiêu thì các bên sẽ lựa chọn các cơ quan tài phán bao gồm Tòa án Công lý Quốc tế và Luật biển Quốc tế, trọng tài thành lập theo phụ lục 7 và trọng tài thành lập theo phụ lục 8 để kiện tụng giải quyết các tranh chấp. Nói một cách đơn giản, Công ước khuyến khích các quốc gia giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và nhờ bên thứ ba đứng ra làm trung gian hòa giải, chứ tuyệt đối không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề khiến xảy ra chiến tranh. Vâng, thưa các bạn, điều này vô cùng tốt, nhưng đó là đối với những bên tuân thủ luật pháp như Việt Nam, còn với Bắc Kinh thì có vẻ không hiệu quả. Nhiều năm qua, họ đã dăm lần bảy lượt dùng nhiều thủ đoạn để vượt qua ranh giới. Không dùng vũ lực, nhưng nước bạn dùng các biện pháp chống phá âm thầm như quấy rầy các vùng đặc quyền kinh tế, mỏ dầu khí, dùng lực lượng dân quân biển đội lốt ngư dân, dùng vòi rồng, loa công suất lớn, ánh sáng, đèn pha loại mạnh chiếu làm chói mắt tàu nước bạn khi ở gần. Nói chung, cách làm của họ là khiến cho đối phương không kiềm chế được phải ra tay trước họ và họ có cớ để dùng vũ lực một cách đường đường, chính chính. Gần đây nhất, Trung Quốc đã điều động nhiều loại chiếm hạm thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn, triển khai tàu khảo sát cùng các tàu hải cảnh và tàu cá xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lắp đặt vào đèn báo hiệu tại Trường Sa. Những hành động này đi ngược với những cam kết của chính họ trên các bàn đàm phán. Người ta nói Trung Quốc có truyền thông nói một đường, làm một nẻo cũng không hề ngoa. Bởi cuối tháng 3 vừa qua đưa tin Bắc Kinh cam kết sẵn sàng hợp tác với ASEAN để đưa ra các bảo đảm về mặt thể chế, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Cam kết được đưa ra khi Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn tại Bắc Kinh. Chính Trung Quốc cũng đã nhiều lần khẳng định sẽ tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và cùng phối hợp với ASEAN đạt được bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông COC, tất cả nhằm hướng đến việc đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đây cũng chính là tinh thần chung mà cộng đồng quốc tế, khối ASEAN nói chung, cũng như Việt Nam và một số nước nói riêng đã cam kết tuân thủ. Thế nhưng ngược lại với các cam kết kể trên, Trung Quốc vẫn tiến hành hàng loạt hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, gây quan ngại cho hòa bình, ổn định cho Biển Đông. Thế nhưng Việt Nam chúng ta không dễ chơi như họ tưởng. Các cụ người ta có câu, đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy. Cũng là các cụ từng khuyên, biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nên Bắc Kinh có chiêu gì,
giờ loại vũ khí gì thì Việt Nam cũng có chiêu đó, loại vũ khí tương tự để đối phó lại. Và một trong những vũ khí lợi hại mà các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam đang sở hữu chính là hệ thống âm thanh LORAT do Hoa Kỳ cung cấp. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó là cái gì mà lợi hại như vậy. Vâng, LORAT chính là thiết bị âm thanh tầm xa viết tắt của Long Range Acoustic Device. Thiết bị này nặng gần 20kg, có đường kính khoảng 83cm và có khả năng phát sóng ở góc 30 độ. Thiết bị có thể tạo ra âm hưởng tối đa 146 dB, cao hơn giới hạn gây đau đớn cho con người. Nên nhớ, giới hạn gây đau đớn cho con người là trong khoảng từ 120 đến 130 dB. Chính vì vậy, loại âm thanh thiết bị này phát ra có thể gây thủng màng nhĩ cho người nghe phải. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nó là có thể tác động đến chính người sử dụng và bị rào cản nếu sử dụng trong thành phố, khu dân cư, nơi có nhiều vật cản. Vì vậy, LORAT phù hợp vô cùng khi sử dụng trên biển. Tất nhiên, sau đó người ta đã phát minh ra bộ tai nghe để bảo vệ cho người sử dụng âm thanh này. Chuyên gia phân tích của Viện An ninh Quốc gia Peter Singer cho rằng đây là một loại vũ khí sát thương rất hiệu quả trong chiến tranh trên biển. Trong trường hợp hai bên không thể xảy ra xung đột trực tiếp hoặc giáp lá cà, thì vũ khí âm thanh vừa đủ để cảnh báo kẻ thù rằng nếu vượt qua biên giới quốc gia sử dụng, chỉ cần nhấn nút là tàu chiến của đối phương vẫn hoạt động, song bất lực mà chẳng có ai thiệt mạng, đúng là tiện trăm bề. LORAT là sản phẩm của Mỹ được sản xuất những năm 2000 và đã thể hiện sự lợi hại vô cùng của nó. Sự lợi hại được chứng minh bằng câu chuyện kể lại vào mùa thu năm 2005. Ngoài khơi bờ biển Somali, hải tặc trên các tàu cao tốc bao vây tàu chở khách Viễn Dương Seaborn Bridge. Hải tặc hoàn toàn tin tưởng vào sự vượt trội của chúng và yêu cầu thủy thủ đoàn thả thang dây. Song chỉ vài phút sau, chúng buộc phải vứt lựu đạn và súng cối để ôm lấy đầu đầy đau đớn. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên thực tế pháo LORAT có trên tàu này. Ban đầu, Mỹ phát minh ra thiết bị này với mục tiêu bảo vệ tàu thuyền trước hải tặc khủng bố. Sau đó, nó còn có thể dùng để giải tán đám đông trên phố, song được sử dụng một cách thận trọng và có chọn lọc hơn. Thưa các bạn, vậy vì sao thứ vũ khí tuyệt vời này lại được Mỹ trao cho Việt Nam và trao từ bao giờ? Sau khi chiến tranh kết thúc, quan hệ Việt-Mỹ dần nồng ấm và mối quan hệ ấy được khẳng định bằng việc chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Việt Nam vào năm 2006. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2013, Mỹ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Điều này được đích thân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ngài David Blazer khẳng định. Sau đó, vào ngày 16 tháng 12 năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong biên bản chung về hợp tác hàng hải, cảnh vệ duyên hải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ký ngày 1 tháng 10 năm 2013, giữa Thiếu tướng Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạo và Đô đốc Tư lệnh Cảnh vệ duyên hải Hoa Kỳ Robert Park để nâng cao năng lực của các đơn vị tuần tra biển nhằm triển khai nhanh các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, ứng phó thảm họa, các hoạt động khác. Mỹ xem xét việc cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc vào năm 2014 cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Và 5 con tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam này chắc chắn không thể thiếu LORAT chính hiệu. Từ 5 con tàu ban đầu cho tới ngày nay, trên nhiều tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị mẫu LORAT 1000C. LORAT 1000 có khối lượng khoảng 40kg, có thể phát chùm âm thanh định hướng ở khoảng cách lên đến 3000m, tùy theo điều kiện môi trường. LORAT 1000 có thể phát giảm âm hưởng tối đa 150 dB với góc 30 độ. Đây là mức âm hưởng vượt qua khỏi giới hạn gây đau đớn cho con người. Khi đối phương nghe được âm thanh này thì chắc chắn họ không còn cách nào khác là buông vũ khí để bịt tai cho khỏi thủng màng nhĩ. Với việc được trang bị loại âm thanh vũ khí đặc biệt này, các tàu Cảnh sát biển Việt Nam có thể phát âm thanh cảnh báo hoặc tấn công ở mức phi sát thương với các tàu xâm phạm trái phép vùng biển quốc gia. Và nhiều người dự đoán rằng trong sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 trước đó, có lẽ Cảnh sát biển Việt Nam giấu bài hoặc LORAT chỉ có ở tàu lớn như 8001. Nhưng dẫu sao, thời điểm đó, Cảnh sát biển Việt Nam đã sở hữu loại vũ khí này. Thưa các bạn, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, Việt Nam luôn tôn trọng luật pháp và hòa bình. Nhưng nếu đối phương cố tình gây hấn và tìm thủ đoạn chà đạp luật pháp để đạt được mục tiêu của họ, thì chúng ta sẵn sàng có thứ để đối phó với họ. Ngoài vũ khí âm thanh này, tin mới tin rằng chúng ta còn rất nhiều bảo bối đang cất giữ và sẽ mang ra dùng khi thật cần thiết. ASEAN sắp lần đầu diễn tập quân sự chung trên Biển Đông.
Kính thưa quý vị, Indonesia thông báo các nước ASEAN sẽ tổ chức diễn tập quân sự chung lần đầu tiên trên Biển Đông vào tháng 9. Tư lệnh quân đội Indonesia Yudo Margono hôm 8 tháng 6 cho biết, quyết định được đưa ra tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 tổ chức tại Nusa Dua Bali. Toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN đều tham gia, với Đông Timor là quan sát viên. Sự kiện dự kiến diễn ra tại vùng biển gần quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông vào tháng 9. Cuộc diễn tập không bao gồm hoạt động huấn luyện chiến đấu, tập trung vào hoạt động cứu hộ và an ninh hàng hải với mục đích tăng cường tính trung tâm của ASEAN. Ông Margono cho biết, người phát ngôn quân đội Indonesia Julius Widodo nói cuộc diễn tập liên quan đến nguy cơ cao xảy ra thảm họa ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Biển Đông là khu vực có vị trí quan trọng, nơi gần 1/3 lượng thương mại hàng hải toàn cầu trị giá khoảng 3.500 tỷ đô la Mỹ đi qua mỗi năm. Các nước ASEAN từng tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung với các đối tác. Hồi đầu tháng 5, diễn tập hàng hải đa phương ASEAN-Ấn Độ 2023 diễn ra với sự tham gia của 9 tàu hải quân, 6 máy bay và hơn 1.800 thành viên lực lượng vũ trang các nước ASEAN và Ấn Độ. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn, gồm trên bờ tại Singapore và trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!